Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng tôi xin nói phần thứ hai, tại sao không theo đạo Chúa. Cuốn sách như thế này: tiếp theo clip mà hôm trước mình đã làm, khi Matthew muốn chứng minh là Chúa Giêsu đã được sinh ra do Đức Mẹ đồng trinh, ông đã viết như sau. Hôm trước tới đó, bà sẽ sinh ra một người con và sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người cho khỏi tội khiên, mà tất cả để thực hiện lời tiên tri của Chúa. Này đây, có một người nữ đồng trinh sẽ mang thai và sẽ sinh con, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Mát 1:21-23. Giữa Isaac, ta thấy câu chuyện như sau. Lúc ấy vua Achat đang bị hai vua Syria và Israel uy hiếp. Chúa mới dùng tiên tri Isaac đến trấn an vua Achat rằng hai vua kia sắp sửa bị tiêu diệt rồi, chỉ trong vòng ít năm nữa mà thôi. Isaac nói như sau: ví thử có một người nữ mà bây giờ có mang và sẽ sinh ra một người con. Con trẻ này sẽ được đặt tên là Emmanuel. Nó sẽ ăn sữa và ăn mật ong đến khi nó biết phân biệt lành dữ, thì đất đai của hai vua mà ngài sợ sẽ tan hoang quạnh quẻ. Isaiah 7:14-17. Isaiah vâng lệnh Thiên Chúa đến nói với Acha. Câu chuyện đó có mục đích hẳn hoi, có một ý nghĩa hết sức rõ ràng. Chắc Isaiah cũng không thể ngờ được rằng câu nói của mình lại có thể biến hóa được đến như vậy. Và có lẽ Chúa Giave cũng không ngờ được là sẽ có chuyện kỳ dị như vậy. Nguyên bản là người nữ, thánh Jerome dịch thành người nữ đồng trinh, Google, là vì Matthew đã chót hiểu như vậy. Ngày nay ai cũng cho rằng thánh Jerome đã dịch sai và các bản kinh thánh mới dịch lại là người nữ. Tôi không nghĩ rằng đã dịch sai mà chính là cố ý ngụy tạo nguyên bản. Ví dụ kinh thánh cũ có câu: khi Israel còn nhỏ, ta yêu thương nó và ta gọi con ta từ Ai Cập trở về, nhưng ta càng gọi chúng càng xa ta, và chúng đã tế lễ thần Ban. Hosea 11:12. Câu này dĩ nhiên là Chúa nhớ lại chuyện đã đem dân Israel từ Ai Cập trở về. Matthew chỉ cần lấy ra câu ta gọi con ta từ Ai Cập trở về và nhân đó bày ra chuyện Chúa đã trốn sang Ai Cập mấy năm sau đó trở về. Mát 2:15. Một chuyện mà theo Luca chắc chắn không thể nào có. Luca 2:30. Thật ra tôi phục nhất là Matthew đã biết dùng kinh thánh cũ để chứng minh rằng nhất cử nhất động của Giêsu đã được tiên tri tiên đoán trong Cựu Ước. Trong Matthew 2:23, Matthew cho rằng người ta gọi Chúa Giêsu là dân Nazareth để làm trọn các lời tiên tri khi xưa. Tội cho các nhà bình giải kinh thánh đã cố đi tìm xem câu tiên tri đó ở sách nào trong Cựu Ước, nhưng cho đến bây giờ cũng không tìm ra chuyện đó có sao đâu. Tôi cũng rất bái phục giáo hội Công giáo đã biết dùng Cựu Ước để củng cố đạo Công giáo. Giáo hội Công giáo đã long trọng tuyên bố rằng Cựu Ước chẳng qua cốt để dọn đường cho sự quan lâm của Chúa Kitô. Hiến chế lời Thiên Chúa số 15 viết: nhiệm vụ Cựu Ước có được ấy cốt là để dọn đàng cho cuộc quan lâm của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc muôn loài và nước cánh chung của người, bằng lời tiên tri loan báo và bằng các hình bóng nhiều
nhiều kiểu kinh thánh, Nguyễn Thế Thuấn, trang 11. Sau khi dùng kinh thánh cũ và kinh thánh mới để tuyên xưng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa giáng trần, đạo Công giáo chính là đạo thật duy nhất, và giáo hoàng chính là đại diện của Chúa Giêsu, người nắm quyền sinh sát được sự ở trần gian này, thì đạo Công giáo bắt đầu tuyên bố các luật đạo Do Thái là luật Mai-sen chứ không phải của Đức Chúa Cha. Đạo Do Thái là đạo Mai-sen chứ không phải là đạo của Đức Chúa Cha, nên đã lạc hậu, đã lỗi thời. Người Công giáo từ nay không phải theo các lệ luật cũ của đạo Do Thái. Thậm chí 10 điều răn Thiên Chúa Công giáo cũng vắt đi hai. Chúa tuyệt đối cấm thờ ảnh tượng, Công giáo khuyến khích thờ ảnh tượng. Chúa dạy giữ ngày thứ bảy, Công giáo dạy giữ ngày Chủ nhật. Chúa dạy rằng dân Do Thái là dân riêng của Ngài mãi mãi, trừ khi nào mặt trời mọc ban đêm, mặt trăng mọc ban ngày, lúc ấy mới thôi. Jeremiah 33:24-26. Các giáo hoàng dần dần dùng chữ tà đạo để chỉ đạo Do Thái, đặc biệt nhất là mấy chữ Pro đã được chép vào thánh kinh lễ Công giáo ngày thứ sáu tuần thánh để cầu cho bọn tà đạo, bọn theo đạo Đức Chúa Cha sớm trở về với đạo Công giáo, đạo Đức Chúa Con. Ba chữ vàng son đó sau khi đã ngự trị trong sách thánh lễ Công giáo cả nghìn năm đến thời Công đồng Vatican II, tức là khoảng năm 1965 mới được bỏ đi. Rồi dần dần giáo hội công khai tuyên bố rằng dân Do Thái là thứ dân hèn hạ, vô tín ngưỡng, thứ dân giết Chúa, cần phải đọa đày, hành hạ cho sáng danh Thiên Chúa, và đạo Do Thái là thứ đạo lầm lạc. Trong nhiều thế kỷ, các giáo hoàng và các vua chúa trong giáo Công giáo đã dùng võ lực bắt buộc người Do Thái phải bỏ đạo mình mà theo đạo Công giáo, nếu không sẽ bị trăm điều khốn nạn. Tôi không những thương dân Do Thái mà còn thương cả Đức Chúa Cha, vì đạo Ngài lập ra sau này lại bị những người theo đạo con Ngài phỉ báng cho là tà đạo. Và tôi liên tưởng đến những vị vua cha khi đã già nua, con cái lên cầm quyền chẳng còn coi mình ra gì nữa. Dẫu sao thì dù ai theo đạo Do Thái hay theo đạo gì ngoại đạo Công giáo cũng sẽ xuống hỏa ngục. Điều này đã được giảng dạy từ mấy nghìn năm nay, và nếu không còn giảng dạy như thế nữa, hỏa chăng từ năm 1965, nghĩa là sau Công đồng Vatican II. Nếu tôi không lầm thì các giáo phụ Công giáo như Augustine, Origen, Cyprian đã nhất mực tuyên bố ngoài giáo hội không được cứu rỗi. Augustine viết ai sống ngoài giáo hội sẽ phải hình phạt đời đời, dẫu người đó tự thiêu nhân danh Chúa Kitô. Công đồng Florence 1442 đã dõng dạc tuyên bố, Thánh giáo hội La Mã tin chắc tuyên xưng và công bố rằng ngoài giáo hội Công giáo không một ai có thể được sống đời đời, dù nó là ngoại đạo, là Do Thái giáo vô thần tách rời hay tách rời khỏi giáo hội, nó sẽ làm mồi cho lửa đời đời dành cho ma quỷ và thủ hạ ma quỷ nếu nó không trở về với giáo hội Công giáo trước khi chết. Giáo hoàng Pius thứ 9 trong tập Tà thuyết kỷ yếu công bố vào tháng 12 năm 1864 cũng phỉ báng không chấp nhận rằng bất cứ sống trong đạo giáo nào, con người cũng có thể tìm ra được sự sống đời đời, và không chấp nhận rằng con người có thể tùy thích chọn tôn giáo mình ưng để mà theo. Công đồng Trung Vatican I năm 1870 tuyên xưng như là một tín lý rằng không ai có thể được cứu rỗi ngoài giáo hội. Tới Công đồng Vatican II năm 1962 đến năm 1965, ta thấy giáo hội Công giáo đã đổi chiều và trở nên khiêm tốn, dè dặt hơn. Trong thông điệp mà Lumen Gentium, giáo hội Công giáo bắt đầu phân biệt giáo hội Chúa Kitô và giáo hội Công giáo, thông điệp viết: đó là giáo hội Chúa Kitô duy nhất mà chúng ta tuyên xưng.
Đó là giáo hội Chúa Kitô duy nhất mà chúng ta tuyên xưng là duy nhất thánh thiện, công đồng, và do các tông đồ mà Chúa cứu thế chúng ta sau khi Ngài sống lại đã gửi gấp cho Peter cùng các tông đồ khác quảng bá và chủ trì. Giáo hội này được sáng lập và tổ chức thành lập một cộng đoàn ở trong thế giới hiện nay, hiện tiềm tàng trong giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo đã được cai trị bởi đấng kế thừa Thánh Phêrô, hay gọi là Peter, và bởi các giám mục đồng tâm đồng chí với Ngài. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khách thánh thiện và chân lý đã thấy được ngoài giới hạn phạm vi hữu hình khả kiến của giáo hội đó. Vì đó là những ân sủng thuộc giáo hội Chúa Kitô, nên đó là những hoạt lực thúc đẩy tiến tới sự hợp nhất Công giáo. Ta đọc bản văn trên thấy giọng điệu quanh quất úp mở, tuy nhiên có vẻ đã bớt độc tôn. Giáo hội đã hữu ý dùng chữ substitution thay vì chữ ít, tức là đã không dám coi mình là giáo hội duy nhất nắm giữ chân lý và muốn mở một con đường mới để đi đến chỗ công tác với Tin Lành và chính thống giáo. Thực ra đó cũng là một sự nhượng bộ, một sự thay chiều đổi hướng rất lớn lao của giáo hội La Mã rồi. Như vậy đà tiến từ Do Thái giáo đến Công giáo đã được thi triển như sau: một, chấp nhận thánh kinh Do Thái giáo là chân lý; hai, dùng thánh kinh Do Thái để chứng minh Chúa Giêsu chính là thượng đế giáng trần; ba, trong khi Chúa Giêsu tuyên xưng chỉ giảng dạy cho dân Do Thái và không hề có ý đổi một lề luật nào của Do Thái, thì Thánh Phaolô làm một cuộc đảo chính đầu tiên. Ngài tuyên bố Chúa Giêsu giáng trần chịu chết để chuộc tội tổ tông, một thứ tội mà từ cả ngàn năm qua người Do Thái không hề bận tâm đến. 4. Thánh Phaolô tuyên bố các lề luật Do Thái vô giá trị đối với người Công giáo, bỏ hết từ phép cắt bì cho đến các lề luật phi chi phối đời sống gia đình xã hội của Do Thái. 5. Ngài tuyên xưng đạo cần phải giảng cho dân ngoại. 6. Ngài thẳng thừng tuyên bố không thèm học hỏi với các tông đồ Chúa. Ngài chính là hiện thân của Giêsu, và những điều Ngài giảng dạy mới là chân lý. Không ai theo Ngài sẽ là những kẻ rối đạo. Mới đầu các thánh tông đồ chống đối, rồi sau cũng bỏ giáo quy hàng. Như vậy nói cho đúng, Thánh Phaolô mới là người sáng lập ra đạo Công giáo chứ không phải Chúa Giêsu và các tông đồ. Vì chủ trương đường lối Thánh Phaolô hoàn toàn ngược lại với chủ trương Chúa Giêsu và các tông đồ. 7. Từ khi vua Constantine công nhận đạo Công giáo là quốc giáo thì giáo hội bắt đầu củng cố quyền hành của mình, bắt tay với chính quyền để hủy diệt các đạo giáo khác. 8. Do Thái giáo được Công giáo chiếu cố đặc biệt nhất, Công giáo bắt đầu coi Do Thái giáo là tà đen giáo và tìm đủ mọi cách để hành hạ, báo thù cho người Do Thái vì tội giết Chúa. Thực ra người lên án tử hình Chúa Giêsu là Pilate, toàn quyền La Mã chứ đâu phải Do Thái. Vả lại Chúa giáng trần chỉ có một mục đích là chịu chết để chuộc tội, thì ai giúp Chúa làm tròn sứ mạng của mình? Người ấy phải được phong thần phong thánh mới phải, vì đã đồng công chuộc tội thiên hạ chứ sao lại hờn giận họ, căm thù họ, nhất là mình lại rao giảng tình yêu và sự nhẫn nhục, tát má này dơ má kia. 9. Khi đã coi Do Thái giáo là tà giáo, Công giáo ra sức dùng võ lực thủ đoạn bắt họ phải chịu phép rửa tội, bỏ đạo đức Chúa Cha mà theo đạo đức Chúa Con. Đó là một con đường duy nhất để người Do Thái thoát cảnh hiếp tróc, tù đầy, trục xuất, phát lưu, tịch thu tài sản, cấm làm nghề nghiệp để sinh nhai. Có những thời kỳ họ phải mặc áo giấu riêng biệt, đội mũ nhọn cao, ở trong những khu ghetto chật chội riêng biệt, chôn trong những khu chật chội, đến nỗi các mộ bia san sát nhau
như gạch vỉa. Các thánh đại, các đại thánh công giáo như Augustine, Thomas, Aquinas, Benat, các giáo hoàng qua các thời đại như Rodri 1 590 604, Alexander 2 1061 1073, Innocent thứ 3 năm 1198 1297, Clement thứ 4 1265 1268, Nicholas thứ 3 1277 1280, Martin thứ 4 1281 1285, Honorius thứ 4 1285 1287, Nicholas thứ 4 1288 1292, Clement thứ 5 1305 1314, Martin thứ 4 1417 1431, Eugene 1431 1447, Alexander thứ 6 1492 1503, vân vân. Các công đồng như công đồng Toledo thứ 17 694, công đồng Nice 787, công đồng Lateran thứ 3 1179, công đồng Lateran thứ 4 1215 1216, vân vân. Tất cả những khối óc vĩ đại như vậy với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong vòng nhiều thế kỷ đã góp sức nhau lại để bày mưu tính kế hạ nhục, hành hạ, giết lát người Do Thái, thì dĩ nhiên đó phải là những thủ đoạn hết sức tinh vi, hết sức độc đáo. Tôi tin chắc rằng giáo hội mỗi khi nghĩ lại cái dĩ vãng huy hoàng, hừng hực hận thù và máu lửa đó, chắc là sẽ hết sức hãnh diện vì mình đã làm được những công chuyện sáng danh Thiên Chúa vĩ đại như vậy. Thảo nào mà mọi người trên thế giới mỗi khi nghĩ tới sự huy hoàng và bền vững của công giáo đã phải cúi đầu bái phục. Giáo hoàng Innocent thứ 3 năm 1198 1217, một trong những vị giáo hoàng oanh liệt đệ nhất cổ kim, đã nhận định về đạo Do Thái do Đức Chúa Cha sáng lập như sau: nói chung thì luật Môi-se hay là Mai-se chứ không phải luật của Đức Chúa Cha hứa hẹn những lạc thú tạm bợ vật chất, một xứ sở chảy ra sữa và mật, lập ra lệ luật hại ai sao sẽ bị trả báo lại như vậy, đề cao hạnh phúc lứa đôi, chủ trương đông con nhiều cái, ngược lại với những điều đó. Luật phá phúc âm đề cao sự khó nghèo, dạy lấy ân để trả oán, trọng vọng trinh tiết độc thân. Đó tuy là những gánh nặng, nhưng đối với những kẻ cố tình yêu thúc, có tình yêu thúc đẩy, chúng lại nên nhẹ nhàng. Luật cũ đặc biệt là nêu cao đời sống hoạt động chi phối bởi ngũ quan. Đó là những quân Do Thái sống theo xác thịt, giác quan và chỉ biết thú vui, nhục thể mà thôi. Và như vậy, mặc dầu các tiên tri của họ nói về tinh thần chứ không phải xác thịt, sau khi nghe thấy thay mặt Chúa, sau khi nghe đấng thay mặt Chúa Giêsu, Innocent III là giáo hoàng đầu tiên xưng mình là đại diện đấng chết, tôi như thấy được sáng mắt lên. Thì ra trong cựu ước làm gì có luật Chúa Cha, đạo Chúa Cha, mà chỉ là đạo Mai-sen, luật Mai-sen và cái đạo Do Thái mà xưa kia tôi cứ nghĩ là cao siêu, dạy thiên hạ chân lý, lý tưởng, tế ra chỉ là thứ đạo vật chất, xác thịt, hết sức là tầm thường. Bởi vậy cho nên mình nghĩ rằng đó là những cái mà các linh mục, giám mục hiện nay, ngày nay và đang hành theo cái tà đạo này. Cho nên là họ mới có những cái tư tưởng, những có cái hành động mà đối với con chiên, đối với dân chúng. Thì các con chiên, dân chúng, quần chúng đóng góp vào cái khoản cho nhà thờ cũng như là cho cha linh mục, thì ăn xong thì rửng mỡ đó. Rửng mỡ lên này thì lấy lại, hà hiếp lại những con chiên
ngu ngơ, ngu ngờ, nhẹ dạ cả tin. Cho nên khi mà các quý vị con chiên mà lỡ mà nghe được, có tìm hiểu thì sáng mắt ra và nên từ bỏ gấp, chứ không là chúng sẽ hành hạ, chúng sẽ vắt lông, vắt huyết làm sữa để mà nuôi chúng bổ béo. Tuy nhiên tôi lại hơi thắc mắc là tại sao giáo hội Công giáo luôn luôn long trọng tuyên bố cựu ước cũng chính là lời Chúa. Cái thắc mắc khác của tôi là một giáo hội đầy ơn Chúa, đầy chân lý và tình thương như vậy, khi thực sự đã cai trị Âu Châu, lại làm cho Âu Châu run sợ vì tàn ác linh mục Công giáo Edward Sinan, tác giả quyển The Boots and the Jew in the Bible, cũng đã phải thành khẩn công nhận rằng khi Âu Châu được đặt dưới quyền thống trị của các giáo hoàng thời Trung Cổ đã không biết chuyện bình đẳng và công bằng, luật pháp thì giả mang, từ ý hướng đến hình phạt, và đã chỉ mũi dùi vào dân chúng Do Thái tội nghiệp. Tôi lại càng thêm phục mà giáo hoàng Innocent thứ ba, vì đã coi dân tộc Do Thái ngang hàng với bò, với súc vật. Và Ngài còn cho thế là lịch sự tử tế, vì theo Ngài tiên tri Isaiah đã coi dân Do Thái thua bò, thua giống vật nữa. Nếu Nostradamus, Mark Antony, có các vị này đều là gốc Do Thái mà đọc được những lời Chúa Giáo Hoàng Innocent thứ ba, chắc phải khiếp vía vì không biết Ngài thông minh đến mức nào mà dám coi người Do Thái như bò, như súc vật. Khi đã coi rẻ Do Thái đến như vậy, đã coi đạo Do Thái tầm thường đến như vậy, thì tịch thu các sách Talmud, thánh thư của Do Thái giáo, chất lên nhiều xe đem ra đốt giữa thành phố Paris năm 1242 theo lệnh của vua thánh Louis, và được sự chúc phúc tán đồng của giáo hoàng Gregory thứ 9 là một chuyện rất tầm thường đối với Công giáo, vì những thánh thư Do Thái đồi bại như vậy giữ nó làm cái gì. Có một điều khó hiểu là những thế kỷ thứ 11 đến 15 huy hoàng như vậy đối với người Do Thái lại là 4 thế kỷ kinh hoàng. Chẳng những thế, ngay người Âu Châu cũng đã vô ơn, đã đầy thiên kiến khi đánh giá những thế kỷ Trung Cổ 476-1453, đầy ánh sáng thiên quốc và phúc âm ấy, thời đại hắc ám. Và khi phong trào khảo cứu lại nền văn minh Hy Lạp nảy sinh ra, họ đã ban dám gọi đó là thời kỳ phục sinh, thế kỷ thứ 14, thế kỷ thứ 16. Và khi phong trào đề cao lý trí con người được khởi xướng, họ lại dám gọi đó là thời kỳ phát quang, thế kỷ thứ 18, thực là ngạo mạn, nhảm nhí vô cùng. 10. Chúng ta cũng không thể nói rằng giáo hội chỉ nghiêm ngặt tàn ác với Do Thái giáo và các giáo phái khác mà thôi. Ngay đối với con chiên bổn đạo mình, Công giáo cũng đã dùng máu lửa sắt thép để giữ gìn cho đoàn chiên được ngoan ngoãn thuần thành. Năm 1229, Công đồng Toulon cấm không cho giáo dân được giữ kinh thánh ngoại trừ những thánh vịnh và những đoạn đã có trong kinh nhật tụng của linh mục, và cấm chỉ các bản dịch ra thổ âm của mọi nước. Giáo hội cho rằng đó là ngăn chặn các bè rối từ gốc rễ. Tôi mới đầu không hiểu tại sao giáo hội cấm không cho giáo dân có kinh thánh hay đọc kinh thánh, nhất là bằng chữ quốc ngữ. Dần dà tôi mới thấy sự cấm đoán đó hết sức là hữu lý, vì nếu cứ để cho giáo dân đọc kinh thánh, dần dà họ sẽ bới ra những cái dở của kinh thánh, những chỗ dịch sai, dịch bậy của kinh thánh, những chỗ thêm bớt vào kinh thánh. Và quả nhiên từ khi Luther dịch kinh thánh ra Đức ngữ, dần dà người ta dịch kinh thánh ra các thứ tiếng hoàn cầu, rồi đem bán rẻ hoặc đem tặng không cho mọi người đọc. Kết quả là ngày nay người ta bới móc ra rằng kinh thánh có nhiều đoạn mâu thuẫn nhau. Năm quyển cựu ước đầu tiên không phải do Maisen viết mà do nhiều người viết về sau này. Jeremiah
Daniel cũng do nhiều người viết ở nhiều thế kỷ khác nhau. Thánh thư cho giáo đoàn Hebrew, Thánh thư Thessalonian 2, Thánh thư Phêrô 2 không phải do Phaolô và Peter viết ra. Thật là điên cái đầu. Rồi Do Thái, rồi Tin Lành không chấp nhận nhiều quyển kinh thánh Công giáo như Tobias, Atlas Sacticus, sách Khôn ngoan, sách Machiavel, sách Judas là kinh thánh, thật là phạm thượng, phạm thánh vô cùng. Từ khoảng thế kỷ thứ 11 trở về sau, giáo hội bắt đầu kiểm soát tư tưởng hành vi của các con chiên bổn đạo, kiểm soát sự ấn loát, lưu hành, tàn trữ sách vở trong nước, lập các tòa hình án để khủng bố tín đồ, miễn sao giữ được sự vâng phục hoàn toàn bên ngoài. Các tòa hình án được giáo hoàng Gregory thứ 9 1227-1241 và công đồng Toulon năm 1229 thiết lập. Nó có mục đích xô tra và tiêu diệt hoặc trừng phạt những tín đồ Công giáo có những tư tưởng phản lại với giáo quyền, và đã được duy trì trong nhiều thế kỷ. Sau này nhờ sự can thiệp của Napoleon Đại đế, tòa hình án đã bị dẹp bỏ năm 1810, nhưng đến năm 1814 lại được tái thiết ở Tây Ban Nha. Tòa hình án có quyền hết sức rộng rãi tha hồ tra tấn những kẻ tình nghi để bắt buộc họ phải công khai những tội họ đã bị tố cáo hoặc vu cáo. Hình phạt tối hậu có thể là thiêu sinh. Nguyên thời Thomas de Torremach làm tánh án trong vòng mấy chục năm trường, có khoảng 20.000 người đã bị ông cho lên giàn hỏa hoặc bị tra tấn tù đầy, vong gia bại sản. Sử ký Hội Thánh chép rằng, tuy nhiên sau khi Torremach chết vào năm 1498, ông cấm đã không được giáo hội phong thánh. Thực ra là một điều đáng tiếc, vì một đại công thần suốt đời làm vì danh Chúa và giáo hội như vậy, lúc chết cũng chỉ hai tay buông xuôi như mọi người. Trong thời kỳ các tòa hình án hoành hành ở Âu Châu, những người xấu xố khốn nạn nhất vẫn là dân Do Thái. Họ bị cưỡng bách theo Công giáo. Nếu sau này họ bị nghi ngờ rằng đã lén lút trở lại giữ đạo Do Thái thì chắc chắn sẽ bị bắt tra khảo tù đầy, lên giàn hỏa và toàn bộ gia sản bị tịch thu. Những người thừa hưởng gia sản đó là giáo hội, chính quyền và người đứng ra tố cáo, chỉ điểm. Nếu chúng ta tò mò khi nào lên San Francisco đến Cliff Hall ở bờ biển, sẽ thấy một viện bảo tàng nhỏ nhan đề Believe It or Not, trưng bày các dụng cụ mà giáo quyền xưa đã dùng để hành hạ tra tấn các tín đồ của mình. Nhiều người có danh tiếng đã phải lên giàn hỏa như Savonarola, Joron năm 1452-1498, Buono năm 1548-1600, John Hood năm 1369-1415, vân vân. Sau này Calvin cũng đã bắt chước Công giáo ra lệnh thiêu sinh Servetus Michael năm 1511-1533 tại Geneva vì tội không chấp nhận Chúa có ba ngôi. Cũng nên nhớ rằng trong công cuộc này, giáo quyền bắt tay hết sức chặt chẽ với các chính quyền địa phương. Sau này cả Công giáo lẫn Tin Lành đều bắt xính di săn lùng, bắt xính đi rất xính, có nghĩa là rất rất thích đi săn lùng và tiêu hủy những người mà họ cho là những phù thủy pháp môn, để tận diệt, để áp dụng đúng lời kinh thánh ghi trong Exodus 22:18. Ngươi không được để cho phù thủy được sống. Và cuộc truy lùng này cũng đã được kéo dài ở Âu Châu và Mỹ Châu từ năm 1445. Do sự đề xướng của giáo hoàng Eugene thứ tư và được kéo dài nhiều thế kỷ,
Ngay ở Mỹ cũng có vụ án truy lùng phù thủy ở Salem, Massachusetts vào năm 1692. 11. Còn như khi phải đối đầu với những phong trào mạnh hơn, có đông người theo hơn, thì giáo hội hô hào hưng binh tiêu diệt. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo đã hưng binh tiêu diệt các giáo phái Albigin và Wondersets tại miền nam nước Pháp, công đồng The Third Lateran Council, và giáo hoàng Inconeset thứ ba ra lệnh hưng binh năm 1179. Và từ đó, trong vòng 1/4 thế kỷ, giáo phái Albigin nhiều phen đã bị chinh phạt đối với Tin Lành, thì đã có chiến tranh thật sự giữa hai phe. Chiến tranh tôn giáo bùng nổ ở Pháp vào năm 1562 và kéo dài đến năm 1594. Nguyên đêm lễ thánh Bartholomew vào tháng 8 năm 1572, có cả vạn người Tin Lành bị Công giáo phục kích chết. Rồi lại có chiến tranh tôn giáo 30 năm ở Đức, Saxony, Moravia đối với Hồi giáo Islam, thì có lục đại thánh chiến, đệ nhất thánh chiến năm 1096 đến năm 1143, đệ nhị thánh chiến năm 1147 đến năm 1149, đệ tam thánh chiến năm 1189 đến năm 1192, đệ tứ thánh chiến năm 1202 đến 1204, đệ ngũ thánh chiến năm 1216 đến 1217, Frederick thứ hai thánh chiến năm 1228 đến 1229, đệ lục thánh chiến năm 1248 đến 1254. Các thánh chiến thực ra cốt là để làm một mà công đôi việc. Trong nước thì tiêu diệt Do Thái, nơi đất thánh Jerusalem thì cốt tiêu diệt Hồi giáo đáng thương thay cho những người Do Thái, vì trong những trận đánh thánh chiến đó họ đã bị quân binh Công giáo giết hại vô số, kể nhất là vào năm 1096 và năm 1146, những người Do Thái bị giết tập thể tại nhiều tỉnh Âu Châu. Vào năm 1096 bị giết tại Siberia, ngày 3 tháng 5 tại Worms, ngày 24 và 25 tháng 5 tại Mainzi, ngày 27 tháng 5 tại Cologne, ngày 1 tháng 7 vào năm 1104 tại các tỉnh bên Pháp, Orléans, Bilotis, Lodzet, Paris, Saint-Tours. Vào năm 1146, năm 1147, người Do Thái cũng bị giết trong nhiều tỉnh ở Âu Châu. Sử chép, trong tất cả các tỉnh mà nghĩa binh thánh chiến Công giáo đi qua, họ đã tận diệt những hậu duệ Do Thái còn sót lại, vì bị coi họ là kẻ tội thù của giáo hội, hoặc bắt họ phải chịu phép rửa tội. Nhưng nhiều tên Do Thái sau đó trở lại đạo cũ của họ, nhưng những con chó đã mửa đồ ăn ra rồi lại ăn lại. 12. Sau này cũng chính là vì lòng bác ái đối với nhân loại mà trong khi đi xâm chiếm thuộc địa, người Âu Châu, nhất là những người Tây Ban Nha, vì muốn đem chân lý giảng dạy cho nhân loại nên đã hoặc là dùng võ lực hoặc là dùng thế lực để khiến dân bị trị theo đạo. Thành công hoàn toàn là Tây Ban Nha, bất kỳ là họ đi đến đâu cũng đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng bách dân chúng theo Công giáo. Cho nên Phi Luật Tân, Mễ Tây Cơ, các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ đều theo Công giáo hầu như toàn tòng. Còn những nước đã mà người Pháp chiếm cứ thì số người theo Công giáo cũng khá, nhưng không được bao nhiêu so với tổng số dân chúng. Ngược lại, chỗ nào mà người Anh chiếm cứ thì đều có người theo Tin Lành. Quốc Armagnac năm 1988 cho biết hiện nay trong toàn thế giới có 900.545.840 người theo Công giáo, 326.521.820 người theo Tin Lành, 158.352.650 người theo Chính Thống giáo, 805.895.880 người theo Hồi giáo, 647.000
894.950 người theo Ấn giáo, 220.541.590 người theo Phật giáo, 16.160.910 người theo Do Thái giáo, 307.416.030 người vô thần. Tổng số dân chúng toàn cầu là 4.923.334.680 người. Đó là năm 97, nay là hơn 7 tỷ rồi. Thống kê trên cho thấy sự thành công của Công giáo thật là vượt bậc, và có thủ đoạn, có mưu lược, có kế hoạch, có ngoại giao, có chính trị mới, mong có thành công. Tôi càng ngẫm nghĩ càng thấy chủ trương của Thánh Hiền Trung Quốc như Bá Di, Y Doãn, Khổng Tử hết sức là không tưởng. Vì đã cho rằng nếu phải làm một chuyện bất nghĩa, giết một người vô tội mà được thiên hạ thời cũng không làm. Hành nhất bất nghĩa, sát nhân bất cô, nhi đắc thiên hạ, giai bất vi giả. Mạnh Tử, Công Tôn Sử Chương Cú Thượng II: mới hay vô độc bất trượng phu, muốn thành công phải bất chấp thủ đoạn. Có thể nói được rằng Thiên Chúa giáo nói chung là một thiên anh hùng ca, mà đề tài là nhân chi sơ tánh bản ác. Con người là thứ con người tội lỗi sa đọa. Thế gian này là thế gian xấu xa, dưới quyền sa tăng, chúa quỷ vân vân. Có thể tận thế hay chỉ có Chúa đích thân tái lâm mới có thể sửa sang, đem trật tự lại cho loài người hư đốn này. Thế nhưng đùng một cái, Jean Jacques Rousseau chủ sướng con người vốn thiện, rồi cách mạng Pháp bùng lên phất cờ tự do bình đẳng huynh đệ, rồi các nền hành chánh, các chính phủ dân chủ tuyên xưng xây dựng trên nhân quyền, trên lá phiếu chứ không phải dựa vào thiên quyền, rồi những người theo chủ nghĩa tự do khai phóng. Hiên An chủ trương rằng các tệ đoan xã hội đều là do sự ngu dốt của con người, và như vậy đều có thể sửa sang lại được. Rồi các nước Âu Châu tuyên bố đạo giáo và chính quyền cần được tách biệt nhau ra. Rồi nhân chủ trương tự do tín ngưỡng. Rồi đột nhiên Công giáo cũng phụ họa theo phong trào mới, cũng tin vào thuyết tiến hóa. Đồng công Vatican II giải tội, giải vạ cho các đạo giáo thù nghịch. Giáo hoàng John thứ 23 tiếp phái đoàn Do Thái với câu tình nghĩa: em là Giê-xu đây. Dân tộc Do Thái từ nay được coi là con cháu Abraham, hết còn là dân giết Chúa. Mấy chữ Pro Beris Judas được xóa khỏi sách lễ, và Công giáo lại là người chủ sướng tự do tín ngưỡng, huynh đệ đại đồng nhất thiên hạ. Các linh mục dòng tên ở Nam Mỹ cũng đang lao mình vào các vấn đề xã hội gian trần, tranh giành ảnh hưởng với cộng sản, thật là tuyệt vời. Tôi lại đọc mà được một bài học hết sức là thâm thúy: muốn thành công cần phải lá mặt lá trái, biến hóa quay cuồng như con thò lò. Trong khi ở những nước xa xăm như Việt Nam thì người Pháp đem quân sang chinh phạt xâm chiếm, vì lẽ vua chúa đã cấm dân không cho tự do tín ngưỡng trong những năm 1860 đến năm 1884. Thì ở Âu Châu, năm 1864, giáo hoàng Pius thứ 9 trong Silas Books of Errors chủ yếu tà thuyết, vẫn còn phỉ bác các những người cho rằng con người được tùy nghi theo và giữ cái đạo mà mình cho là hay là đúng. Trước thời Galileo thì chắc chắn trái đất là trung tâm vũ trụ và mặt trời xoay quanh, vì Thánh Kinh đã dạy thế. Đến bây giờ thì cãi rằng Thánh Kinh không có dạy khoa học, và những điều nói trên là những kiểu nói bóng bẩy dân gian. Đấy, bây giờ nó lắc léo, nó lương lẹo, nó nói lại là đó là Kinh Thánh tách rời khoa học. Mà nó lúc mà người ta nói đúng thì nó đem lên hỏa thiêu, và nói sai trừng phạt. Đó là những cái sự lương lẹo nhất của cái đạo, cái tà đạo Công giáo này.
Tiếp tục. Trước kia thì các giáo hoàng không lo về những chuyện nhân sinh, nhân quyền, nhưng từ khi Karl Marx ra đời, thì khi cộng sản ra đời, từ khi cộng sản chủ trương diệt cường hào ác bá, nâng đỡ người nghèo, lo lắng cho người nghèo, và tung ra khẩu hiệu một người vì mọi người vì một người, thì các giáo hoàng cũng bắt đầu lo thế sự và không thiếu gì thông điệp danh tiếng về các vấn đề xã hội ra đời như Rerum Novarum 1891. Các thông điệp xã hội nói trên sở dĩ ra đời vì các giáo hoàng trong thời đại gần đây như Leo thứ 13, Pius thứ 9, Pius thứ 12, John thứ 23, Paulo thứ 6 thấy bắt buộc phải bàn về những vấn đề công bằng xã hội, hòa bình thế giới, nâng cao đời sống dân nghèo. Chỉ có cái lạ là trong ngót 2000 năm nay, giáo hội La Mã luôn luôn ca tụng cái nghèo, dung dưỡng các bất công xã hội, dung dưỡng chế độ nô lệ, luôn luôn khuyên chịu đựng cái khổ, chịu đựng cái bất công xã hội, vì nó là những đức tính phúc âm, vì nó là những thánh giá mà Chúa gửi đến cho những con cái người. Trước kia giáo hội luôn coi trần gian là chốn khách đầy, là thung lũng châu lệ, dạy giáo dân suốt đời chỉ mơ lai sinh và thiên quốc. Đùng một cái giáo hội lại lo lắng muốn nâng cao thân phận hẩm hiu của người nghèo. Như vậy phải chăng đó là khẩu huyết tùy gió phất cờ, hay là chiêu thức song thủ hộ bát của Kim Dung, hay là chủ trương quân tử kiến cơ như tác, hay tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai của Dịch Kính? Chẳng lẽ chân lý trên đời này, các giá trị trên đời này lại giống như dòng điện hai chiều biến hóa không ngừng, cái gì cũng là đúng cả? Việc nghiên cứu về quản trị của Mỹ đã bái phục tổ chức quản trị điều hành của giáo hội công giáo và cách thức đương đầu và giải quyết các vấn đề khó khăn của giáo hội trong 19 thế kỷ qua. Sau 8 năm thâu lượm và nghiên cứu tài liệu, viện trên đã phải công nhận rằng giáo hội công giáo đã có một phương pháp điều hành tổ chức bậc nhất ở phương trời Âu Mỹ. Công giáo sở dĩ có sự thành công vượt bậc là vì biết bắt tay với chính quyền, thao túng được các chính quyền Âu Châu trong vòng hơn 1.000 năm, đưa ra được máy tính lý hết sức hữu hiệu sao? Chúa phép tắc vô cùng, làm gì cũng được. Thiên Chúa chỉ mặc khải cho một số tiên tri Do Thái, một số tác giả Tân Cựu Ước và các tông đồ. Chúa Thánh Thần chỉ đặc biệt soi sáng cho các giáo hoàng, các công đồng. Ngoài ra, trong thiên hạ không còn ai được cái diệu phúc ấy. Kinh Thánh là lời Chúa, là chân lý. Giáo hội có độc quyền giải thích Kinh Thánh. Giáo hội dạy rằng, vậy làm sao con chiên phải vâng phục như vậy, không được cãi. Đức tin vượt trên chính lý trí con người, chỉ có vậy mới ứng dụng thì vô biên. Ví dụ nói rằng tàu Noe 100 mét nhân 17 nhân 10 to già lắm là bằng 30 căn Abramen, hai buồng theo tiêu chuẩn Mỹ có thể chứa được 10 triệu 5 nhân 2 5 triệu nhân 2 đực và cái, các giống vật lớn nhỏ trong thời trời đất, mỗi thứ hai con, đã được Noe bắt đem về trong một thời gian kỷ lục chắc không tới một năm, và nói rằng vài trăm tỷ người từ tạo thiên lập địa đến tận thế sẽ sống lại chịu phán xét chung ở trong cánh đồng Josaphat rộng giỏi lắm là ngàn mẫu Tây ở nước Do Thái. Nếu có ai nêu lên nghi vấn rằng tàu Noe hay cánh đồng có quá chật, không thể chứa được nhiều như vậy, thì sẽ được trả lời Chúa phép tắc làm gì chẳng được. Mặc dầu mắc theo chép Đức Mẹ không đi lại với Thánh Giuse cho đến khi sinh con đầu lòng, Mắt 1:18. Các bản dịch sau này là dịch trại đi là trước khi ông bà về chung sống với nhau. Mặc dầu Matthew và Luca chép rõ là Đức Chúa Giêsu có nhiều anh chị em, Mắt 13, 55, 56, Mắt 1,
2, 4, 6, mắt 6, 3. Mặc dầu dân làng Chúa Giêsu công nhận Chúa là con ông thánh Giuse, mắt 6, 3, mắt 13, 55, John 6, 42, Luca 33, 23. Mặc dù Tin Lành ngày nay không tin Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, Công giáo vẫn công bố Đức Mẹ đồng trinh trọn đời. Mặc dầu Chúa phán Ngài sẽ xuống lại rất mau, chưa đi hết một vòng các tỉnh Do Thái, Ngài đã tái lâm, mát 10, 23. Hoặc Ngài sẽ xuống khi nhiều người đương thời còn chưa chết, mát 9, 1, 13, 2, Luca 9, 27. Giáo hội đoan quyết Chúa không hề nói như vậy. Mặc dù Chúa long trọng tuyên bố không đem hòa bình xuống cho thế gian, mà đem gươm đau, đem sự chia rẽ đến cho nhân gian, Luca 12, 51, mát 10, 34, Chúa vẫn được coi là đấng mang lại hòa bình cho nhân loại. Cực kỳ mâu thuẫn nhau, vậy mà nó cũng nghe. Mặc dù Chúa Giêsu lúc nào cũng gọi Chúa là cha, xưng Chúa cha hơn mình, và gọi Ngài là Chúa mình, John 14, 28, John 20, 17. Mặc dù Thánh Phaolô dạy rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người đứng ra làm môi giới giữa Chúa và loài người, Aico 15, 21, Tim 2, 5, Rom 5, 15, chỉ là một người đã được tiền định để làm con Thiên Chúa, Rom 1, 3, 4. Bản Vulgate đã dùng chữ Predestinatus, hay là tạo vật đầu tiên, trưởng tử giữa mọi thụ sinh, bản dịch Nguyễn Thế Thuấn. Colossians 1, 15, mặc dầu Chúa Giêsu sinh ra là do sự Chúa Thánh Thần ấp ủ Đức Mẹ theo lời phúc âm, Luca 1, 35, giáo hội đã đoan quyết Chúa không hề thua xúc Đức Chúa Cha. Nói thật ra thì giáo hội cũng phải mất mấy trăm năm, và sao biết bao là những cuộc cãi vã kéo dài hàng nhiều trăm năm nữa giữa các giám mục như Arius 280-365, Apollinitas chết năm 390, Cyril chết năm 441, Nestorius khoảng 430, Archytas bị vạ tuyệt thông năm 451, Severus of Antioch, Julian, vân vân. Và sự phán quyết của phỉ bác lẫn nhau của nhiều cộng đồng, Nisi 325, vân vân, mới xác định được thân thế và liên lạc giữa ba ngôi, mới tìm ra được những công thức chính xác về Chúa ba ngôi. Có một mà điều hết sức quái lạ là trong Kinh Tin Kính do cộng đồng Nisi soạn thảo năm 325, và cả hai giáo hội miền Đông chính thống và miền Tây La Mã đều chấp nhận, thì lại không có chữ Philoret. Và bởi con chữ này không biết có bàn tay bí mật nào sau này đã thêm vào. Sự thêm thắt này có lẽ phát xuất ở Tây Ban Nha, rồi truyền sang Pháp, sang Đức, sang Ý. Mới đầu các giáo hoàng phản đối, giáo hoàng Leo II 795-816 còn bắt khắc bản Kinh Tin Kính chính tông không có chữ Philly Quy vào những tấm thuẫn bằng bạc và treo trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nhưng sau vì quyền y của Charlemagne và các vua kế vị nhất quyết giữ Philo Quê, có cớ buộc tội giáo hội miền Đông là rối đạo và có cớ xâm chiếm các nước miền Đông, nên đến ngày lễ phong vương cho vua thượng vị Henry II năm 1002-1024, vào năm 1014 giáo hội La Mã mới long trọng hát Kinh Tin Kính có thêm phụ bản Philiroque. Thực ra là kỳ dị khi thấy rằng trong công chuyện tuyên xưng tín lý mà sự ngụy tạo văn bản như trên còn có thể xen vào được, khi đã làm cho mọi người tin rằng Chúa Giêsu là thượng đế giáng trần và giáo hoàng là đại diện Ngài, thì cái lợi nhãn tiền, cái quyền nhãn tiền thuộc về giáo hoàng chứ không phải thuộc về Chúa Giêsu. Cái tuyệt diệu chính là ở điểm này, giáo hội nhờ sự tín ngưỡng nói lưỡng nên có thể giải thích được mọi vấn đề, có thể biện minh được mọi thái độ
Chúa vừa ở trên thiên đàng, vừa ở khắp nơi, vừa ở khắp nơi, vừa không ở trong tâm hồn mỗi người. Chúa vừa nhân từ, vừa công bằng, công thẳng. Chúa Giêsu vừa là Thượng Đế toàn năng, vừa là tạo hóa, vừa là trưởng tử giữa mọi thù sinh. Có người vừa cao siêu vì là ảnh tượng Chúa, vừa là hết sức xấu xa vì đã sa đọa. Chúa vừa cai trị thế gian nhưng Satan lại là vua của trần thế này. Chúa Giêsu vừa là Chúa, vừa là người tận thế sắp sửa tới nơi, tận thế còn lâu la nữa mới xảy ra. Nước trời không đến một cách lộ liễu, nước trời sẽ đến trong rầm rộ huy hoàng. Nước trời ở trong tâm, nước trời ở ngoài xã hội. Ngũ kinh là của Mai Sen viết, ngũ kinh không phải là của Mai Sen viết, vân vân. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 20, nghiêm cấm không được tôn thờ tổ tiên. Ngày nay được tôn thờ tổ tiên, nhang đèn, cúng kỵ vân vân. Có lúc nghiêm cấm ăn thịt thứ sáu, có lúc cho ăn thịt thả gà vàng, tất cả đều tùy giáo hoàng. Đó là mình chia ra cho thời gian nó nhiều quá, đọc không hết. Xin quý vị các bạn thông cảm. Đó là những cái mà lắc léo, lương lẹo, bịp bợm mà vừa bắt buộc, vừa cho phép, cũng là tên giáo hoàng không. Không có một tên, không có một cái gì là cố định luật lệ, cố định nghiêm ngặt để mà làm cái lề lối cho các con chiên, cũng như là những người theo đạo tin tưởng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.